Một đường dây giả nhân viên tín dụng các ngân hàng gợi ý khách hàng rút tiền từ thẻ để chiếm đoạt vừa bị Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ Công an triệt phá. Quá trình khám xét, công an đã tạm giữ 86 người, thu giữ 109 máy tính để bàn, 67 laptop, 1 máy in, 118 điện thoại di động các loại, 2 xe ô tô, 46 xe máy các loại và 27 thẻ ngân hàng để điều tra. Bước đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng giả danh là nhân viên của đơn vị phát hành thẻ tín dụng, gọi điện thoại tư vấn các chủ thẻ tín dụng rút tiền mặt qua phần mềm. Sau khi nạn nhân đồng ý, các đối tượng yêu cầu chụp hình hai mặt thẻ tín dụng và cung cấp mã OTP. Sau đó, chúng thực hiện quẹt thẻ thông qua các gian hàng trên một website để chuyển đổi tiền từ thẻ của nạn nhân sang tài khoản ví điện tử của các đối tượng để chiếm đoạt.